Rồi xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình lô mai ghép giống dảo sơn Sài Gòn lá nhỏ nè, cúc Vạn Phúc, cúc Thọ Hương, dảo sơn Sài Gòn lá lớn của chú anh chị ha. Giá siêu rẻ ha cả nhà. Rất mong cả nhà mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi cũng không làm mất thời gian ha, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa ha. Em đang tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình xem bông Sài Gòn là cúc Vạn Phúc nha cô chú anh chị. Rồi. Và cúc Thọ Hương ha. Bây giờ một cái đầu clip giao lưu với cô chú anh chị mình là một cái siêu bông Sài Gòn mã số 20 này cô chú anh chị. Rồi, cái này cắt con tàn lại rồi cô chú anh chị ha. Đang đi nè cô chú, đang đi đọt cô chú anh chị ha. Rồi, dáng trực ha, tàn khá ok. À, cúc ghép thì nó cỡ bằng ngón tay tay trỏ em rồi cô chú anh chị ha, liền đầu ghép rồi cô chú anh chị. Rồi cây mã số 20N cô chú anh chị ha, siêu bông Sài Gòn, cây đang đi đọt nè cô chú anh chị ơi, ngon lành luôn. À, quá trời luôn nha cô chú anh chị, cây mạnh khỏe ha, đảm bảo rồi cô chú anh chị mình nha. Quỳnh hăng của cây là được 18, rồi chiều cao là 72, tán ngang là 44. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 1.200.000 em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 21N. Rồi. Cũng là một cái siêu bông luôn. Rồi cái cúc ghép khá bự luôn cô chú anh chị ha. Cây đi đọt ngon lành luôn cô chú anh chị, dáng lắc rất ok ha. Rồi thông số luôn rồi bạn ơi. Rồi. Quanh thân là được 17. Rồi. Chiều cao là 88. Tán ngang là được 57. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 1.200.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi cây mã số 23N. Ủa 22N. 22N cũng là một cây siêu bông luôn cô chú anh chị ơi. Như cái cũ luôn cô chú anh chị. Đây nó có bị lỗi đây ha, nhưng mà nó kéo là nó khô rồi nha cả nhà. Rồi bình thân là được 23. Rồi. Chiều cao 42. Cá ngang 35. Rồi. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị giá cũng chỉ là 800.000 nha. Rồi cây luôn bạn ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 23. 23N. Rồi. Rồi cũng là một cây. Rồi cây cúc Vạn Phúc luôn các bạn. Cúc Vạn Phúc nha cô chú anh chị. Cúc Vạn Phúc thì bông rất đẹp và to ha. Cô chú anh chị mình muốn xem mặt hoa, cứ liên hệ Zalo của em sẽ gửi mặt hoa cho cô chú anh chị mình xem ha. Bông chùm luôn cô chú anh chị ha. Rồi quanh thân 14. Rồi. Cụ đế là 29. Chiều cao là được 74. Tán ngang là 54. Rồi. Rồi cái cây cúc Vạn Phúc này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 1.100.000 thôi. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 24N là một cây cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Rồi cái này tàn khá tẹo luôn cô chú anh chị ha. Cái cúc ghép nó bự lắm cô chú anh chị. Liền đầu ghép cái đây cô chú anh chị ha, cúc ghép nó bằng tay tỏ luôn rồi. Cụ đế có ha. Quạnh thân là 13. Rồi. Cụ đế 12. Chiều cao 68. Tán ngang 64. Rồi. Rồi cúc Thọ Hương giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.200.000 nha. Rồi ok. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 27. 7 anh à. Ủa 25. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25N. Rồi 25N. 25N cũng là một cây cúc chùm nha cô chú anh chị. Trời ơi cái đấy nó bàn nha cô chú anh chị, như con nhện nè, cái mình nhện nè, nó bàn nha cô chú anh chị không? Đó. Bên đây 3 bo, bên đây 4 nè ha, 7 7 rễ cô chú anh chị ha. Thêm rễ nó là ra con nhện rất là đẹp rồi ha. Rồi, bình thân 16. Rồi. Chiều cao 78. Tán ngang 49. Rồi. Rồi cái cúc chùm này giao với cô chú anh chị mình giá ha. Cũng chỉ là 1.200.000 nha. Đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 26. 26N cũng là một cây cúc chùm luôn. Ô, một cái siêu bông Sài Gòn lá lớn ha. Rồi. Nguyên cái cũ luôn cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn lá lớn. Rồi. Rồi, bình thân là được 14. Rồi. Cũ đế là được 29. Chiều cao là 68. Tán ngang 54. Rồi. Rồi cái mã số 26N này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.200.000 nha. Đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 27N cũng là một cái cúc chùm nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 16. Rồi. Cụ đế là được 26. Chiều cao là 64.
trái ngang 56. Rồi. Rồi. Cây cúc chùm này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1,2 triệu nha. Đổi cây luôn mọi người. Rồi mã số 27 nè. Rồi tiếp theo cây mã số 28N. 28N cũng là một cây. Rồi 28N cũng là một cây cúc vạn phúc luôn nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 15. Chiều cao là 77. Tán ngang 46. Rồi cúc vạn phúc mà giao lưu với cô chú anh chị giá chỉ là 1 triệu thôi nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 29N. Rồi 29N cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi bình thân là được 15. Rồi củ là được 24. Chiều cao 78. Tán ngang 55. Rồi rồi cây siêu ôm Sài Gòn là giao lưu cô chú anh chị giá cũng chỉ là 1 triệu mốt nha. Rồi, rồi thì cây này là mã số 29N cũng là một cây của clip của em luôn. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem hết clip ha. Và cũng mong được cô chú anh chị dễ thương và ủng hộ cho cô chú anh chị. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 mà. Mà số Zalo của em luôn ạ. À. Em xin chào ạ. À. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. À.